Em cũng chơi chứ. Ừ. Dạy on, dạy offline mà dạy thế này là thầy đã không cho vào cửa rồi. Rồi, về bản chất âm thanh thì chúng ta nói về những vấn đề gì? À, bản chất âm thanh thì chúng ta nói về các tính chất của sóng âm này, đặc trưng của âm thanh này và đơn vị âm thanh. Tất nhiên, à, ở đây chúng ta nói về mặt kiến trúc thôi. Vật liệu trong âm thì à, chúng ta sẽ bàn về các cái hình thức truyền âm trong phòng, nguyên lý vật liệu trang âm và các loại vật liệu âm thanh và dụng trong kiến trúc. À, thiết kế trang âm thì thiết kế trang âm thì chúng ta sẽ bàn về các cái ta nó sẽ các bước đi để thiết kế một cái khán phòng hoàn chỉnh. À, thì gồm có xác định các thông số hợp lý, thiết kế kiến trúc, tính toán và bố trí vật liệu. Về chống ồn đô thị thì chúng ta sẽ có cái phần là khảo sát hiện trạng, tính tiếng ồn và các giải pháp chống ồn. Thì đây thì đó là tất cả các mục chính trong cái bài của chúng ta. Ừ. Rồi. Và về tài liệu tham khảo thì trường ta có một quyển đó là cơ sở học kiến trúc. Quyển này thì viết khá là lâu rồi, nhưng mà theo đánh giá của cá nhân thầy ấy nha thì quyển này khá tốt và khá đầy đủ. Thầy cũng có một số tài liệu của nước ngoài nữa, nhưng mà thực sự ra thì họ không hơn cái quyển của chúng ta nhiều đâu. Riêng cái môn này, thì biết cái riêng môn âm thanh thì để phải công nhận là thầy giảng đã chuẩn bị cho ta một tài liệu khá khá tốt và khá đầy đủ. À, tất nhiên nó có một số cái mới gần đây thì nó chưa được cập nhật, thì cái những cái đó thì thầy sẽ bổ sung thêm sau. Thì cái quyển là cơ sở mọc kiến trúc của thầy giảng, nước ngoài giảng, thầy giảng cũng là thầy của thầy luôn, hồi xưa thầy sinh viên thì thầy học học từ thầy á nha. À, thì đây là quyển mà các em nên tham khảo chính. Nếu nhưng mà thầy giả là người dân kỹ thuật nên là cách thức của thầy đầy đủ nhưng mà hơi khô khan. À, nếu em mà nghe thực sự thích môn học mà em muốn tìm hiểu sâu hơn mà muốn đọc và dễ hiểu hơn á thì em có thể tham khảo quyển âm học kiến trúc của thầy Phạm Đức Nguyên. Thầy Nguyên thì thầy dạy Hà Nội, thì Hà Nội thì họ văn chương học viết sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà về dễ đọc dễ hiểu hơn, nhưng về sự đầy đủ thì thầy có nhiều cái mà quyển của thầy giả có, một quyển thì Nguyên không có đâu. À, còn một quyển nữa rất là hay đó là thầy của tiến sĩ Nguyễn Hải, thì đây là một quyển thuần túy về mặt kỹ thuật. Là thầy Hải thì chứng minh các cái công thức, hai quyển của thầy giả và thầy Nguyên đều là sử dụng công thức chứ không chứng minh, thì quyển của thầy Hải có chứng minh. Em muốn đọc quyển này thì các em phải rất rất giỏi toán á, giỏi toán cao cấp á, mới 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 đọc nổi. Cá nhân thầy nói thẳng luôn, à, thầy mở ra thầy đọc được một chút mà khi mà thầy ma trận tích vào là thầy chạy luôn. À, nên cái thầy thầy có quyển này mà thầy cũng chưa đọc hết nữa. Nhưng nếu như các em muốn tìm hiểu bản chất thì các em nên 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 tìm cái quyển của thầy Hải. Ngoài ra có một quyển được xem như là phổ biến, khá phổ biến trên thế giới và là giáo trình của nhiều trường đại học. À, thì rất nhiều trường đại trên thế giới, theo thì biết ở Úc và ở Mỹ đều dùng người này, còn ở các nước khác thì thầy chưa biết. Chứ còn học sinh viên của thầy mà học xong rồi đi học con nước ngoài học á thì khi thầy hỏi là cho xem sách vở nào mà bên nó ta hay dùng thì về thầy làm mua có người này. À, nhưng cái quyển này thì thầy đọc á thì hầu hết những cái nội dung này đều có trong quyển của thầy giả hết. Tất nhiên ta sắp xếp lịch sự đẹp đẽ và thông minh hơn. Ừ. Rồi về kết cấu môn học thì như thầy nói ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ học một chút về cái giới thiệu môn học về lịch sử hình thành ra sao. À, sau đó là chúng ta sẽ lần lượt bốn chương như thầy nói bốn mục vừa nãy ấy, là khái niệm cơ bản vật liệu, thiết kế trang âm và chống ồn đô thị. Về đánh giá môn học thì chúng ta sẽ có một bài tập lớn, à, hệ số 1 hi học kỳ, hệ số 2 và điểm tổng kết là điểm trung bình chia 3. À, ok nha, điểm điểm trung bình của hai cái bài kia. Ừ. Bài tập lớn thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ khi bắt đầu vào chương thứ ba, chương thiết kế khán phòng á, thì các em nên thầy sẽ cho đề sớm lắm, đề cũng khá dễ chứ không có gì đâu, thì các em nên nên nắm được đề rồi. Rồi sau đó là chúng ta mới bắt đầu lại. Ta bản thân học chương 3 là các em nên viết đề rồi, và sau đó các em cứ quá trình vừa học rồi chúng ta vừa làm, có thắc mắc thì thầy sẽ trao đổi luôn.
Tức là sáng mai á, là chúng ta ấy, chiều mai là chúng ta đã bắt đầu tiến hành rồi à, thi học kỳ có giới hạn không à, thi học kỳ không có giới hạn nhờ thi trắc nghiệm nha, nên nó sẽ bao gồm tất cả các cái một em học từ trong vòng 4 bốn mười ngày nhà thi, chúng ta thi học kỳ thi trắc nghiệm và thầy sẽ cho các em mở tài liệu nha. Rồi bây giờ thì trước tiên á là các em tham gia vào Classroom cho thầy nha, mã Classroom đây này, X264OBB, các em tham gia vào đi. Thì sau này bài tập và nộp bài tập các em sẽ nộp vào trên đó, chứ các em không không có phải in ra giấy cho thầy, được chưa? Được chưa? Giờ mọi người tham gia vào vào cái lớp Classroom đi. Có một số bạn tới bây giờ mới online là thầy từ chối, thầy không cho chấp nhận cho vào lớp đâu. À, các em có nhóm Zalo hay nhóm chat, em thông báo là các bạn đó thôi đừng vào nữa nha. Có gì sáng mai học, chứ còn chiều nay là thầy sẽ không cho phép đâu. Cha, năm ba đại học rồi mà giờ học lúc bắt đầu lúc 1 giờ và 1 giờ 15, 1 giờ 20 mới vào sao được? Là các em tham gia vào Classroom đây ha. Hiện giờ Classroom mới thấy có bạn Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Võ Nhật Thinh. À, các em đây. Đây, lớp vào hết chưa? Sao mà bốn bốn bạn mà lớp mới chỉ có 20 mấy bạn vào lớp như này? Các em nếu có khó khăn gì thì chủ động giơ tay báo thầy biết nha. À. Sao hiện giờ mới có 37 bạn vậy hả? Lớp có 44 bạn online, 42 bạn online mà sao mới có 37 bạn vào? Còn mấy bạn kia sao cố gắng vào cho lẹ đi chứ?
Rồi, 42 bạn rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Bây giờ thì có mấy cái thì ra hẹn ở bài tập lớn này. Các em một bài tập lớn á thì các em cứ 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 thầy sẽ tạo ra một cái bài tập là bài tập lớn. Các em biết dùng Google Classroom hết rồi gì đúng không? Có ai chưa dùng cái này này bây giờ không? Ai chưa dùng giơ tay lên cho thầy xem coi. Ồ, sao các em chưa giờ tham gia Google Classroom à? Rồi, rồi. Thì khi thầy giao bài thì tối nay thầy sẽ làm bài tập rồi ra để ngày mai các bạn nào chưa nhận được thì có thể biết ha. Rồi các em tắt bàn tay đi. Thì về cơ bản á thì thầy sẽ tạo ra một cái bài tập lớn, file bài tập như ở trên bảng á nha. Thì trong đó thì có đề bài. Thì khi các em làm á, các em mở bài tập ra rồi các em làm. Bây giờ thì dạng này, thứ nhất là không được nén file. Các em làm file bài bằng file PowerPoint hay các em làm luôn bằng cái Google cũng được nha, chứ 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 không không nộp bằng file nén, tuyệt đối là không không được nộp bằng file nén đó, đó chưa ha. Tại vì khi thầy chấm thì chấm trên này luôn chứ thầy không có đa về đâu. Đa về rồi cần thiết lắm thì mới đa về thôi, mà đa về phiền toái lắm, để ba lớp để đa về không biết bạn ở lớp nào là rất là phiền, nên cố gắng làm sao mà làm ngay bằng bằng Google Classroom tốt nhất. Còn nếu mà các em không biết làm á trên Classroom á thì các em làm bằng PowerPoint cho các nộp lên. Nhớ thầy dặn là không được nén file lại. Nói chưa? Rồi, thời gian. Chúng ta học môn này xong thì thường á là 2 tuần sau là thời gian cho các em nộp bài tập lớn. 2 3 tuần sau nha. Thì các em coi trong 2 3 tuần sau á, nếu mà không có đụng vào cái đồ án nào đồ án nào thì ok, còn nếu mà đụng đúng một cái đồ án lên đồ án nào đó thì báo thầy, thì sẽ giờ cho thêm 1 tuần hai ta né cái đồ án ra chứ đỡ mất công là làm 2 3 cái là cực ra. Thì 2 3 tuần nữa thì giữa học kỳ thì các em cũng chưa có cái kẹt còi gì lắm đúng không? Ok chưa? Đặc biệt thì dạng này khuyến khích làm trong Google Classroom luôn nha, là chỉ là theo định dạng Word hay PowerPoint. Phông chữ thì các em dùng phông chữ căn bản nhất thế này, Arial Tiny Roman. À, nếu có cái công thức tính toán thì có cái phông Cambria Mat ấy, thì cũng được. Được chưa? Và file được nộp trong Google Classroom, các em không cần phải in ấn, không cần phải đóng điền gì hết. Nha. Đã nộp thì thầy sẽ lưu cho này. Và thầy nói trước luôn là thầy có bài lưu từ khoảng chừng 15 năm nay rồi. Nên tham khảo bài năm cũ thì tham khảo, nhưng nhớ đừng có copy, đừng có chép. À, chép để rồi mà thầy phát hiện là em chép từ năm cũ ra thì lúc đó thầy sẽ cấm lên bài ấy nha, thì khóa này là không thi đâu, là phải học lại đấy, đó chưa. Tham khảo thì không phản đối, các em xem bài năm trước người ta làm đẹp xấu tốt tiếc như nào, thích tham khảo chẳng thì cũng cấm gì đâu, nhưng mà khi làm là phải phải tự làm, đó chưa. À, trong trường hợp á, mà các em nộp không phải làm trên Classroom á, mà các em làm một file riêng ở ngoài rồi các em up lên á, thì thầy dặn này thì các em phải đặt tên theo đúng quy định cho thầy, để khi mà thầy đào bài về á thì nó sẽ đúng cái danh sách, dù như tên lớp này, số thứ tự này theo danh sách và tên sinh viên đều đã, ví dụ như là KT2020 A1 chẳng hạn, ví dụ như của các em là KT2020 năm nay là 22, vậy là em là 19 đúng không, KT2019 CT là Cần Thơ đúng không, số tự là 0,1 0,01 Nguyễn Văn Đa, nhà hát 8 chỗ. Ok chưa? Tại sao thầy có quy tắc rõ ràng như vậy, là bởi vì á ngoài lớp các em ra thì còn dạy 2 lớp nữa là, và cứ cứ thầy cứ đao khoảng mấy chục bài ra về đâu, em lớp em 60, lớp kia mỗi lớp có tầm 60 là 180 200 bài, mà thầy không có cái tên rõ ràng á, là thầy không biết bài đó nằm ở lớp nào thì thầy vào hết đó chưa. Nên thầy dặn nhé, đào về là thầy biết là à các em là ở lớp nào, tên gì, làm để đoán gì, đó chưa. Mà làm sai là thầy trừ 1 điểm đó. Mọi người rõ hết chưa? Nếu rõ rồi thì giơ tay lên cho thầy xem coi. Ừ. Đâu?
Thạch Kim Thin đâu rồi? À, em có gì chưa rõ không? Nguyễn Thị B Trần, Trần Nguyễn gì đó. Ừ. Nguyễn Huỳnh My gì đâu? Chúng ta phải thống nhất nhau là chúng ta rõ ràng là vấn đề này nha, chứ thầy không muốn trừ điểm mấy đứa đâu nha. Chứ chứ rồi 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 sau này bị trừ điểm thì rất 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 là dở.